Ôi giời ơi, các bác ơi, hôm nay là chị T8 chị đang dọn dẹp mà bé Caramel cứ không để yên. Chị đang cài đặt con, chị đang làm bản đồ để dọn dẹp nhà, con cứ chạy theo như thế này. Ơ, hay không? Việc đấy không phải việc của con, để cho chị làm, nhanh lên. Con lên trên tường đi, con lên trên bàn đi, mau lên, để chị làm khẩn trương. Caramel, mẹ nói có nghe không? Đấy, chị trở về cái hốc cái cục sạc rồi đấy. Caramel, không nhá, không làm cản đường chị nhá. Này này, cái đường đi của chị đang đi con. Caramel, mẹ nói có nghe không? Caramel, không phải đùa. Cái con này hay nhở? Cái đồ chơi của con đấy à? Đây là chị đang làm giúp việc nhá. Chị đang làm dọn dẹp nhà cửa nhá, Caramel. Con đi ra chỗ khác mau. À, mẹ đánh đít giờ Caramel ơi. Mẹ đánh đít con giờ đấy nhá. Trời ơi các bác ơi. Ê, bây giờ thành đồ chơi của Caramel thế này à các bác ơi? Trời ơi, nó lại tưởng cái đồ chơi của nó. Để chị làm việc đi con. Không phải đồ chơi của mình đâu. Đây là chị giúp việc. Chị đang lau nhà. Chị đang hốt bụi. Đấy các bác ơi, thế này thì làm sao mà chị T8 chị làm việc được yên với cái con Caramel này. Con đi lên trên đi nha, mau lên. Con đi lên trên mau. Nhảy lên trên bàn nhanh lên. Đấy, chị đang làm việc chăm chỉ như thế này mà mình cứ nghịch là thế nào hả Caramel? Trời ơi, nó đùa chợ đồ chơi của con đấy à? Con thấy chị làm việc tốt không? Chị làm rất chăm chỉ luôn. Và chị rất là thông minh nhá, chị vạch đường đâu ra đấy luôn đấy, đường lối đi. Caramel đi ra chỗ khác đi con. Caramel. Mẹ đánh đít này. Đi này. Đấy, đứng lên đấy ngắm. Đứng lên đấy ngắm để chị làm việc nhá. Chị T8 chị làm việc. Chị làm thông minh lắm. Tưởng mà bạn chơi với nó. Con uống nước đi. Bé uống nước đi. Bé đang khát nước. Các bác à, cháu Caramel cháu khát nước. Uống nhanh lên để mẹ xong mẹ lại cho chị T8 vào đây chị lau ở trong đây. Chị hút bụi ở trong đây và chị lau ở trong khu vực nhà tắm luôn. Đấy, chị làm gần xong phòng khách rồi. Hài lòng. Rồi, biết thế này mua sớm nhờ. Biết thế này rước chị về sớm hơn. Có vẻ là sướng không? Nhà cửa đỡ bụi. Nhà cửa đỡ bụi, đỡ bẩn. Đấy, chị hút giỏi lắm. Sáng nay chị hút một khay luôn, vừa đi đổ rác. Bây giờ chị lại hút tiếp. Giỏi lắm. Giỏi ghê. Hút rất là thông minh nhá. Thế mới gọi là tự động chứ. Chẳng nhẽ mình lại phải làm thì gọi gì là tự động nhờ.
Bé Caramel nó bảo là chị làm cẩn thận đấy, em ra em nghiệm thu. Trời ơi, sao đây, uống nước sặc à? Này không nghịch đâu nhá. Đây để chị lau lau nhá, chị quét dọn nhá, không phải đồ chơi của con đâu. Ôi giời, ho rồi. Ho tí mẹ uống cho uống thuốc ho nhá. Sao đây con, hay sặc nước à? Sặc nước đúng không? Sao đây, sặc à? Không phải đồ chơi của bé đâu nhá, chị đang dọn dẹp đây con. Nào Caramel ơi, không nghịch. Này chị mở, chị hút luôn cả Caramel vào trong đấy, trong cái máy luôn đấy nhá. Nhá, không phải là hay đâu. Đấy, chị đã ra đấy rồi, rất là thông minh luôn, hút rất là cẩn thận luôn, tỉ mẩn từng ly từng tí một, từng góc một. Caramel đi ra chỗ khác đi, để chị còn chuẩn bị đi vào phòng trong này. Nào, em đi ra chỗ khác đi, để cho chị làm. Chị làm việc. Em đi ra chỗ khác đi em Caramel. Dễ sử dụng cũng dễ luôn. Đấy, bây giờ phải cho chân lên không thì á. Ôi trời ơi, nó lâu ấy lắm, nó lâu rất là sát luôn ấy. Sạch lắm, sạch bóng luôn. Đúng là sướng luôn. Ui trời ơi, có bạn này quá tuyệt vời luôn. Nhàn thân. Máy rửa bát, máy hút bụi. Bây giờ ước gì có cái máy phơi quần áo nữa. Không có ai làm việc ngoài mà chị T8, chị robot T8 và bé Caramel dọn dẹp nhà cửa đâu ạ. Chăm chỉ lắm. Làm việc đấy, làm việc tranh thủ đi lấy cái lá tía tô, uống cái lá tía tô này. Đây Caramel, mẹ là lấy cái lá tía tô này nhá, con lên đấy là đúng rồi, để cho chị T8 chị làm việc. Đây rửa cái lá tía tô này.
máy rửa bát, máy hút bụi, đủ các thể loại máy nhé. Nhà mấy bạn bạn đến lắp máy hút bụi bảo nhà này toàn máy làm tỏi đen nhé, máy lọc nước. Ôi, nó trở lại vị trí đấy rồi. Ừ, sao lại bắt đầu sạc tiếp à? Ok, cho nó sạc tiếp đi. Có lát nữa nó sạc xong thì nó sẽ sang làm phòng tiếp theo là phòng ngủ. Ok, xin cảm ơn chị T8 nha.